Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Về phần phân tích nhân vật, về phân tích những ngôi sao xa xôi, chúng ta sẽ có một số những vấn đề sau cần phải chú ý này. Trước tiên các bạn giúp chị nhé, chúng ta cần phải chú ý nếu như bình thường chúng mình học về kiến thức nền, chúng ta có ý đầu tiên, đó chính là gì? Hoàn cảnh sống và chiến đấu, đúng không? Hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái, đúng chưa? Ok chưa? Nhá, hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong. Đó, đấy là vấn đề đầu tiên. Sau đó chúng ta có vấn đề thứ hai là gì? Là vẻ đẹp của những cô gái. Vẻ đẹp của họ, ở đó có vẻ đẹp chung và vẻ đẹp riêng. Ok chưa? Rồi vấn đề thứ ba thì chúng ta sẽ tập trung nhiều về nhân vật Phương Định. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Đúng không nào? Đó, ba cái vấn đề chính như thế này, nhìn chung có vẻ là dài quá đi, đúng không? Nhìn chung có vẻ như là dài quá đi, thế này thì không biết là phải làm như thế nào đây. Thế thì ở đây chị muốn hỏi này, là các em muốn ôn tập về tất cả các cái ý này hay là chúng mình chỉ tập trung về nhân vật Phương Định thôi? Nào, tất nhiên là về nhân vật Phương Định thì chúng ta vẫn phải có về hoàn cảnh sống và chiến đấu của cô này, đúng không? Vẫn phải có về những cái vẻ đẹp của cô nữa. Đó, thì các em, ở đây chị muốn hỏi trước, được không? Để xem là chúng mình mong muốn như thế nào. Chứ không thì từ trước đến giờ là toàn chị cứ đưa cho các bạn, không lắng nghe nhiều, đúng không? Không lắng nghe nhiều cái mong muốn của các em. Rồi, thế cho chị biết về cái mong muốn của các bạn ở bài này thì các em muốn ôn tập phần nào? Ôn tập hết tất cả những cái này, đúng không? Thế thì chúng ta phải chấp nhận là mất nhiều thời gian. Hai là chọn một cái vấn đề chính. Ok chưa? Ừ. Thì chúng mình muốn ôn tập như thế nào? Đó, có ba cái vấn đề như vậy. Rồi, ok, Phương Định trước à? Rồi, thế những bạn khác thì sao? Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Ok chưa? Ôn đầy đủ. Ok, hai cái đầu để mấy cái quan trọng nhất đi ạ. Ok, rồi thế thì chị sẽ nói qua về hai cái đầu nhá. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ tập trung về nhân vật Phương Định. Đúng không? Nói chung là về bài những ngôi sao xa xôi sẽ có hai cái kiểu hỏi này. Một là gì? Một là chúng ta sẽ đề bài sẽ đưa ra một cái đoạn trích ở trong tác phẩm và yêu cầu chúng mình phân tích cái đoạn trích đấy. Ok chưa? Đấy là một. Hoặc là đề bài sẽ cho chúng ta phân tích về nhân vật Phương Định. Chị nghĩ là như vậy, chứ sẽ không kiểu như là phân tích không phân tích nho hoặc là thao đâu, đúng không? Bởi vì Phương Định là chính. Thế thì ở đây trước tiên tập trung vào hoàn cảnh sống và chiến đấu nhá. Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái. Đấy chưa? Nhá, hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thì chúng ta sẽ chú ý đến một số những cái đoạn dẫn chứng này. Ngay từ đoạn đầu, đúng không nào? Đó là gì? Là chúng tôi ở trong một hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang kéo dài lên đồi, đi đến đâu đó, xa. Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to, một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han dỉ nằm trong đất. Rồi, với những dẫn chứng đó thì chúng ta thấy được một cái không khí như thế nào. Rồi chúng ta thấy được cái vị trí mà các cô sinh sống nhá. Được không nào? Vị trí. Đó, ở vị trí đó chúng ta thấy được chủ yếu về mặt không gian. Đó là nơi cao điểm trọng tâm đánh phá của giặc. Đúng không? Giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Và từ đó, từ cái vị trí đó, từ cái không gian mà tác giả miêu tả, cái không gian này như thế nào? Không gian này xung quanh đều gần như là không có sự sống. Ở đó là sự khắc nghiệt, đúng không nào? Khắc nghiệt của thời tiết, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Rồi là gì nữa? Không gian lúc nào cũng là một cái màu. Chúng ta thấy cái đoạn mà tác giả miêu tả đoạn đầu đấy, đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn, là cái không khí rất là khốc liệt của chiến tranh, đúng không? Đấy, khốc liệt này. Rồi là gì? Rồi là tan hoang này. Ok chưa? Đó, cái không gian như vậy chúng ta thấy đây có phải là một nơi đáng để sinh sống cho các cô gái không? Không, đúng không? Là một cái nơi sinh sống mà nó rất nhiều những cái khó khăn. Đó, ok chưa? Là sự gian khổ. Và đặc biệt đi, là nó có rất nhiều cái nguy hiểm.
một cái hang dưới chân cao điểm mà. Đấy, được chưa nào? Ok chưa? Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta còn thấy rõ hơn cái sự nguy hiểm đó nhá. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Đúng chưa? Mọi chi tiết của đời sống đều hiện lên vô cùng chân thực như những mảnh ghép xám đen của hiện thực chiến trường. Đấy, các em có thể có những cái lời dẫn, có những cái câu phân tích, dùng biện pháp so sánh như thế. Được không? Nhá, tác giả thì đã đưa lên trang văn những cái gì chân thực nhất của đời sống rồi. Thì bây giờ việc của chúng ta là bình luận về nó, dùng những cái câu văn làm sao nó trau chuốt hơn. Bình thường chúng mình viết là đó là một cái không gian sống đầy cái sự nguy hiểm này, đúng không? Sự sống và cái chết, à cái chết thì luôn cận kề. Bây giờ chúng ta có thêm cái sự so sánh là gì? Là mọi chi tiết, mọi chi tiết của hiện thực đời sống chiến trường hiện lên rất chân thật như những mảnh ghép xám đen của hiện thực chiến trường. Đúng không? Ok chưa? Nhá, nó thách thức sự sống con người và dường như nhiều khi đẩy con người đến giới hạn của sức chịu đựng. Như chính Phương Định đã từng nói với chúng ta là gì? Có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay âm ì xa dần, thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết xung quanh có quá nhiều bom chưa nổ. Đúng không? Ok chưa? Nhá, lúc nào cũng căng thẳng. Thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Đó, chúng mình không cần nhớ nhiều những cái dẫn chứng phức tạp đâu. Các em nhớ những cái đoạn dẫn chứng nhỏ xíu xiu như thế thôi. Nhắc đến thôi là đã nhớ rồi nhá. Được không? Hôm nay chị sẽ nhắc đi nhắc lại những cái dẫn chứng đấy cho các bạn để các em không thể nào quên được. Không muốn học cũng phải nhớ. Được chưa? Nhá. Đó, đó là gì? Là có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang âm ì xa dần. Nhớ chưa? Thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết xung quanh có nhiều bom chưa nổ. Đấy, là cái đoạn đấy là thấy rõ nhất được cái hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái này nhá. Luôn luôn phải đối diện với cái chết, luôn luôn ở trong cái tình thế căng thẳng. Đúng không nào? Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc thôi. Và đặc biệt các bạn giúp chị nhận xét về những cái câu văn nhá, về cái nghệ thuật mà tác giả Lê Minh Khuê sử dụng để khắc họa về hiện thực đời sống ở đây. Đó là gì? Là những câu văn ngắn. Tất nhiên là xuyên suốt cả tác phẩm đều là những câu văn ngắn rồi, nhưng riêng ở đây những câu văn ngắn này với cái nhịp điệu nó rất là khẩn trương, đúng không? Nhá, những câu văn rất ngắn, những câu văn đơn giản thôi, nó đã làm toát lên cái nhịp sống căng thẳng nơi chiến trường. Cái gì cũng thật nhanh, việc gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Đúng không? Ok chưa? Nhá, cái gì cũng thật nhanh, việc gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Lê Minh Khuê đã truyền tải tất cả những điều đó qua những câu văn rất là ngắn của mình. Cả bài luôn, chúng ta rất ấn tượng với cách mà tác giả Lê Minh Khuê viết văn ở đây, đúng không? Nhờ, nếu như mà Kim Lân hay là Nguyễn Quang Sáng hay là Nguyễn Thành Long đi, đều dùng những cái câu văn có nhiều cái sự phức tạp trong cấu tạo câu. Ví dụ những câu ghép này, những câu đặc biệt vân vân. Còn ở đây, Lê Minh Khuê toàn sử dụng những câu ngắn thôi. Một chủ ngữ, một vị ngữ, những cái câu đơn rất là đơn giản. Nhưng qua đó, sự kết hợp của nhiều những câu văn ngắn như vậy, nó giúp cho bạn đọc thấy được cái không khí, cảm nhận được cái sự khẩn trương, cảm nhận được cái sự căng thẳng nơi chiến trường. Và nó góp phần truyền tải được cái tính chất ở nơi cao điểm này là gì? Việc gì cũng thật nhanh, cái gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Đúng không? Ok chưa? Đấy, được không nào? Ok chưa? Nhá, đây chị đang ôn hết đây, chị đang ôn hết đây. Nói là trọng tâm nhưng mà chị đang ôn hết và nhắc lại hết cùng với chúng mình. Chúng mình vừa theo dõi và các em có thể vừa lắng nghe, vừa theo dõi trong tài liệu cũng rất là ok. Được không? Ok chưa? Nhá, chúng ta có ba cái ý chính như thế này. Rồi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Chúng ta hãy nhớ tiếp về nhiệm vụ của ba cô gái nhá. Nhiệm vụ. Thì sống ở một cái nơi như vậy thì nhiệm vụ của ba cô gái là gì? Ở đây, các cô gái làm nhiệm vụ là gì? Chúng ta nhớ được cái câu văn đấy nhá. Việc của chúng tôi là ngồi đây này, khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất lấp vào hố bom. Một nhá, một là đo khối lượng đất lấp vào hố bom. Hai, đếm bom chưa nổ. Và ba, nếu cần thì phá bom. Ba việc, nhớ chưa? Ba việc. Cái này không phải là nghe rồi nhớ được thì viết mà không nhớ được thì thôi đâu. Cái này bắt buộc em phải nhớ nhá, để hiểu rõ được, cụ thể được về công việc của các cô. Chứ không đơn giản chỉ đơn thuần làm phá bom đâu, đúng không? Có phải là quả bom nào cũng phá đâu nhở? Mà là đầu tiên nhá, là đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom là một. Hai là đếm bom chưa nổ. Và ba, nếu cần thì phá bom. Nhớ chưa? Thế cái nhiệm vụ đấy, chúng ta cảm nhận được tính chất của nó là gì? Tính chất của nó là gì? Rất gian khổ chứ, đúng không? Gian khổ. Và nhiệm vụ thì vô cùng nguy hiểm. Làm việc với bom đâu phải chuyện đùa.
đúng không? Như Phương Định đã khẳng định là gì? Là thần chết thì đâu đâu có thích đùa nhở? Hắn ta lẩn trong ruộng những quả bom đấy, đúng không? Ok chưa? Đây, chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày, mà ban ngày chạy trên cao điểm đâu phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa, hắn ta lẩn trong ruộng những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành ở miệng đùi. Rõ ràng đây là một công việc mà ngày ngày họ làm việc như là đối diện với cả thần chết. Các em có thể đưa những cái hình ảnh so sánh vào đấy là gì? Mỗi giây phút họ làm việc là mỗi giây phút họ cận kề với cái chết, đúng không? Ok chưa? Mỗi giây phút họ làm việc là mỗi giây phút họ đánh đổi cái sự sống và tuổi trẻ của mình, đúng không? Ok chưa? Đấy, thế thì cái nhiệm vụ như vậy, trước tiên là nhớ được ba cái nhiệm vụ. Một là đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom, hai là đếm bom chưa nổ, và ba nếu cần thì phá bom. Đấy, ba cái nhiệm vụ đó. Và từ đó chúng ta rút ra được đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ và nguy hiểm, bởi làm việc với bom là làm việc với thần chết, bởi mỗi giây phút họ làm việc là mỗi giây phút họ đang đánh đổi, đúng không nào? Là họ đang đem cái tuổi trẻ, đem cái sự sống của mình ra để đánh đổi. Đấy. Ok chưa? Nhá. Và nó gian khổ ở một cái ý nữa là gì? Là họ phải làm việc cả ban ngày và ban đêm luôn. Gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Nhá, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Như Phương Định nói đấy, chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày. Rồi phần sau lại có cái đoạn là gì? Là nhưng gần đây, ban đêm chúng tôi được nghỉ ngơi, nhưng gần đây, dạo gần đây, đây là cái đoạn này. Đợi chị một chút. Chị thì không có sách, hôm nay lại không có sách ở đây. Nhưng đây nó là cái đoạn này này. Ban đêm chúng tôi được ngủ, nhưng mấy đêm nay thì chịu. Đứa nào cũng leo tót lên trọng điểm, cầm xẻng xúc nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó. Đấy, thế là làm việc cả ban ngày lẫn ban đêm luôn. Nó gian khổ là như thế, đúng không? Ok chưa? Cái đoạn mà ở cuối trang 114 ấy, chúng mình có thể xem trong sách giáo khoa, được không nào? Vậy là toàn bộ cái phần này chúng ta có thể thấy được về hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái là một hoàn cảnh sống và chiến đấu như thế nào. Ở đây, quả thực cái những cái công việc nơi chiến trận nó không còn đơn giản chỉ cần niềm đam mê hay sự trách nhiệm nữa rồi, đúng không? Nhá, đây này, chúng ta rút ra ở đây là một công việc không chỉ đơn giản cần niềm đam mê hay sự trách nhiệm trong công việc. Được không nào? Ok chưa? Nhá, ở đây chị đang muốn so sánh là cái công việc này đối với những cái công việc bình thường khác ấy. Ví dụ những công việc bình thường khác như công việc văn phòng hay là giáo viên vân vân vân, là chúng ta chỉ cần có sự đam mê và tinh thần trách nhiệm là rất là đủ rồi, đúng không nào? Nhưng ở đây cái công việc này là một công việc đặc biệt, đúng không nào? Mà ở đây cái công việc này đã trở thành nhiệm vụ và nó đòi hỏi ở người thực hiện nhiều lắm sự dũng cảm, bình tĩnh và can trường. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào. Được chưa? Ok chưa? Nhá, đấy. Thế cái phần này không phải là chúng ta chỉ dùng khi mà phân tích hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái đâu, mà các em hoàn toàn có thể dùng để phân tích khi phân tích vẻ đẹp chung của các cô gái này, đúng không? Phân tích vẻ đẹp riêng của Phương Định cũng có thể sử dụng được những câu văn mà chị nêu ở đây. Chúng ta phải linh hoạt nhá, được không? Chúng ta phải linh hoạt, bởi vì đi thi thì không thể biết được là đề bài sẽ ra vào cái gì. Nếu đề bài ra vào một đoạn trích mà ở đó vừa có hoàn cảnh sống và chiến đấu, vừa có vẻ đẹp của các cô gái, thì chúng ta cứ thỏa sức mà phân tích thôi, đúng không? Cứ thấy dẫn chứng nào phù hợp thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào và làm rõ được ý nghĩa đằng sau dẫn chứng đó. Nhớ chưa nào? Nhá, chứ đừng bị máy móc. Đấy, rồi, đó là về hoàn cảnh sống và chiến đấu. Ok chưa? Nó gian khổ là như thế, nó nguy hiểm là như thế và nó cũng đặc biệt là như thế. Đấy là phần 1 nhá. Tiếp tục sang phần 2 này. Sang phần 2, vẻ đẹp chung của ba cô gái thanh niên xung phong, được không? Nhá, vẻ đẹp đầu tiên đây. Vẻ đẹp này. Đầu tiên là vẻ đẹp chung. Tức nghĩa là ba cô gái thanh niên xung phong này gặp gỡ ở những vẻ đẹp nào, đúng không? Đầu tiên nhá, đầu tiên đây đều là những cô gái rất trẻ. Đúng chưa? Họ đều là những cô gái tuổi còn 19 đôi mươi thôi, đã xung phong lên đường ra mặt trận. Là xung phong chứ không phải là làm một nhiệm vụ mang tính chất bắt buộc, đúng không? Ở đây họ gặp gỡ nhau ở vẻ đẹp đầu tiên là họ đã đem cái sức trẻ của mình, đúng không nào, để cống hiến, để góp phần làm nên được cái chiến thắng sau này cho đất nước. Họ mang trong mình phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong, giàu tình yêu nước và không quản ngại hy sinh, đúng không nào? Yêu nước và dũng cảm đấy, không quản ngại hy sinh. Và đây chính là vẻ đẹp chung của cả một thế hệ.
chứ không phải là của riêng họ. Đúng không nào? Chúng ta còn bắt gặp vẻ đẹp này ở ai nữa? Ở những người lính lái xe Trường Sơn. Đúng không? Họ cũng trẻ trung, họ cũng lên đường bằng cái tình yêu quê hương đất nước và bằng cái sự dũng cảm can trường của mình. Đấy, nếu như mà chúng ta gặp đề bài là gì? Là phân tích một hình ảnh nào đó ở trong tác phẩm này, từ đó này nêu nhận xét về vẻ đẹp của những thế hệ, đúng không nào, vẻ đẹp của thế hệ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thì ý đầu tiên chúng ta phải chỉ ra được là gì? Họ đang ở cái độ tuổi trẻ trung nhất, đúng không nào? Chỉ 19 đôi mươi thôi. Đó, nhưng họ đã dấn thân vào chiến trường bằng cái tình yêu nước và sự dũng cảm. Họ đã biết cống hiến cái sức trẻ của mình để làm nên chiến thắng cho Tổ quốc. Đấy, đấy là vẻ đẹp đầu tiên nhá, vẻ đẹp đầu tiên của những người lính thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Không phải là chỉ có ba cô gái này đâu. Nhớ chưa? Và cái chứng minh cho cái điều này có một chi tiết nhỏ nhưng chị thấy nó rất đáng để khai thác này. Các em còn nhớ cái câu văn mà Phương Định kể không? Đây. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường, cái tên gọi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Được không? Nhá, ok chưa? Đó, cái tên gọi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Thế chi tiết đó chúng ta phân tích như thế nào đây? Chị thấy chưa nhiều bạn khai thác cái chi tiết này đâu. Chúng ta thấy là gì? Là họ nhìn thấy cái khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ là tổ trinh sát mặt đường cơ mà, đúng không? Nghe oai phong lắm, lẫm liệt lắm. Và phải là những con người trẻ thì họ mới mang trong mình cái suy nghĩ như thế được, đúng không? Chứ khi mà con người ta đã có giàu cái sự kiểu như là giàu cái sự trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi, kiểu như là bước sang cái quãng đời còn lại của cuộc đời rồi ý, thì khó để có thể mơ mộng và kiểu như là mang trong mình những cái khát khao của những người anh hùng như thế lắm, đúng không? Còn trẻ mà, tội gì mà không mơ ước. Đấy, thì ở đây họ đang ở cái độ tuổi trẻ trung như thế, thế nên mới có thể nhìn thấy được khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ, đúng không? Lấy cái tên gọi đấy làm cái một cái điều nó rất là oai phong, rất là lẫm liệt. Ok chưa? Rất đáng để tự hào. Chưa cần biết là làm gì nhưng nghe cái tên thôi là đã muốn làm rồi, đã muốn xung phong lên rồi. Đúng không? Các em cũng thế mà, đâu thể tránh khỏi. Không phải là tránh khỏi mà là đâu có thể phủ nhận được. Tất cả chúng ta ở cái độ tuổi trẻ trung luôn luôn có cho mình cái đặc điểm như thế. Đấy, thì ở đây chỉ bằng một chi tiết nhỏ thôi, Lê Minh Khuê đã diễn tả một cách đầy tinh tế và cũng rất chân thực về độ tuổi của các cô gái và diễn tả về vẻ đẹp chung của họ. Họ mang trong mình cái sự dũng cảm này, không phải là lúc nào cũng gọi là đao to búa lớn, không phải lúc nào cũng là phải xung phong lên đường ra mặt trận, không phải lúc nào cũng là chiến đấu một cách anh dũng quyết liệt, mà nó đến từ ngay chính những cái suy nghĩ của họ thôi. Họ cũng đã thể hiện được sức trẻ và cái sự dũng cảm của mình rồi, đúng chưa? Chúng ta có thể biết là gì? Với các chị, các anh, chiến đấu không phải là ép buộc mà là một lựa chọn quang vinh. Được chưa? Nhá, chiến đấu không phải là một sự ép buộc mà là một lựa chọn quang vinh, là nhìn thấy khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ. Được chưa nào? Những cái câu văn phân tích mà rất độc đáo đấy, các em có thể áp dụng vào trong bài viết của mình. Nhớ chưa? Ok chưa? Đấy. Được chưa nào? Đấy là vẻ đẹp chung đầu tiên. Và tất nhiên cái vẻ đẹp chung này chúng ta đều có thể áp dụng cho Phương Định, đúng không? Nhá, khi mà ôn tập như thế này rồi thì sang đến Phương Định thì chị sẽ không nói kỹ lại những cái này, nhưng chị sẽ nói lại để chúng ta áp dụng tất cả những cái thông tin chung này để áp dụng vào phân tích Phương Định. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái chung nên nó phải đúng với cả Phương Định nữa chứ, đúng không nào? Chứ không phải là Phương Định thì không mang những cái nét chung này, nếu không mang những nét chung này thì đã không phải là nét chung rồi. Được không? Ok chưa? À, em có thể những câu nào mà chúng mình bị lỡ mất, chúng mình chưa kịp ghi lại, em có thể xem trong tài liệu đã có đầy đủ rồi đấy. Chị đọc lại này, đó là gì? Với các chị, các anh, chiến đấu không phải là ép buộc mà là một lựa chọn quang vinh, là nhìn thấy khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ. Đúng không? Một chi tiết rất hay để chứng minh là đây họ là những con người rất trẻ trung. Đúng không? Họ làm cái công việc này không phải là bị ép buộc mà là họ thích. Đúng chưa? Họ thích và họ mong muốn là được ở cái vị trí, được làm cái công việc oai phong lẫm liệt như thế. Đấy, đấy là một cái điều rất đáng để chúng ta ca ngợi, rất đáng để chúng ta phân tích đấy. Rồi, đấy là vẻ đẹp đầu tiên nhá, vẻ đẹp chung đầu tiên. Và tất nhiên này, chị nhấn mạnh ở đây luôn, Phương Định cũng phải mang những cái vẻ đẹp này, nhớ chưa? Đấy. Nhá, nhấn mạnh luôn đấy, để tẹo nữa, phân tích Phương Định thì chị không nói lại kỹ như thế nữa, chị chỉ nói lại sơ qua thôi. Rồi này, vẻ đẹp chung thứ hai là họ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, rất gan dạ. Có tinh thần trách nhiệm cao. Ok chưa? Không quản ngại hy sinh.
Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn đó, chị Hiên thôi nào. Được chưa nào, không quản ngại hy sinh. Đầu tiên này, họ luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhá, được chưa? Luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Và tất nhiên họ có nghĩ đến cái chết, nhưng quan trọng hơn đó là có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nhiệm vụ đến là họ nhanh chóng phân công và chấp hành, đoàn kết và sẵn sàng nhận những cái khó khăn nguy hiểm về mình. Đây nhá, luôn trong tư thế sẵn sàng của nhiệm vụ nó thể hiện thông qua những dẫn chứng nào? Đây. Đây nhá. Việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Rồi, ok chưa? Rồi chúng tôi bị bom vùi luôn, có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Đây này, đây nữa này. Chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày, rồi gì nữa? Đây nhá, có cái đoạn. Đợi chị một chút, chị đang phải tra trên trên mạng về cái bản PDF sách giáo khoa. Hôm nay thì chị lại không có sách giáo khoa ở đây. Đây, những cái xảy ra hàng ngày, máy bay rít, bom nổ, nổ trên cao điểm cách cái hang này khoảng 300m, dưới chân chúng tôi rung, mấy cái khăn mặt vắc ở dây cũng rung, tất cả cứ như lên cơn sốt, khói lên và cửa hang bị che lấp, không thấy mây và bầu trời đâu nữa. Ngay lập tức nhá, ngay lập tức là chị Thao cầm cái thước trên tay, rồi là gì? Rồi là Nho cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ. Đó, được không? Đây, ok chưa? Chỗ này nữa này, chỗ này nữa. Đây, thế là tối lại ra đường luôn, thường xuyên. Tôi, một quả bom trên đồi, Nho, hai quả bom dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm barrier cũ. Đấy, được chưa nào? Luôn trong tư thế sẵn sàng. Và khi có nhiệm vụ, thì họ nhanh chóng phân công. Rành rọt và rõ ràng, đúng không nào? Tôi, một quả bom trên đồi, Nho, hai quả bom dưới lòng đường, chị Thao, một quả dưới cái hầm barrier cũ. Đấy, cái lời phân công đấy, chúng nó vang lên, đầy rõ ràng, đúng không? Nhanh chóng, đó, đưa họ đến làm nhiệm vụ, có nhiệm vụ là họ nhanh chóng chấp hành luôn. Và đặc biệt nhá, Phương Định còn nói là gì? Tôi không cãi chị. Luôn luôn, cái những cái lời nhiệm vụ, những cái lời phân công đấy, một khi đã được nói ra là họ luôn tôn trọng và thực hiện. Bởi họ biết là gì? Là những cái sự phân công đấy đều có lý do của nó cả, đúng không? Và khi đội trưởng đã phân công thì cứ nghiêm túc chấp hành, chỉ việc chấp hành nhiệm vụ thôi, còn lại không cần phải lo nghĩ gì hết. Đấy, một cái tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đúng không? Ok chưa? Không quản ngại hy sinh, có nhiệm vụ là nhận ngay, là làm luôn, rất nhanh chóng. Đấy, đấy là ý đầu tiên nhá. Tiếp tục này, tiếp tục về cái tinh thần trách nhiệm của họ, chúng ta còn thấy nữa là họ làm gì? Họ dũng cảm và bình tĩnh nói đến công việc phá bom bằng một giọng điệu vô cùng bình thản. Đúng không? Ok chưa? Đây, nói đến công việc phá bom bằng một cái giọng điệu rất bình tĩnh. Đây này, cái thái độ bình tĩnh. Đúng không nào? Ok chưa? Và vô cùng dũng cảm. Đó đây nhá, nhà văn Lê Minh Khuê không đơn giản và cũng không dễ dãi ca ngợi những cái phẩm chất của ba cô gái khi đối diện với hiểm nguy, mà ở đây nhà văn đã tinh tế miêu tả được tâm lý rất thật trong Phương Định, đúng không nào? Và những người đồng đội của cô. Đặc biệt có cái đoạn mà Phương Định tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Bởi quan trọng hơn cả là gì? Là họ đã biết đặt cái sự thành công của nhiệm vụ lên hàng đầu. Quan trọng là gì? Liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Và nếu không nổ thì làm thế nào để châm mìn lần thứ hai? Đấy, đúng không? Ok chưa? Nhá, thế cái đoạn đấy tại sao chúng ta chị lại nói là họ bình tĩnh và dũng cảm? Bình thường ấy, khi mà nói về vẻ đẹp của những thế hệ trẻ, của những con người mà xứng đáng trở thành anh hùng ở trong đời sống, người ta dễ dàng tung hô lắm, đúng không? Người ta dễ dàng chỉ nói về những cái phẩm chất anh hùng của họ mà quên đi hoặc là bỏ qua đi những cái nét rất người, tức nghĩa là những cái tính cách nó rất chân thật trong tâm lý của con người. Ví dụ như là gì? Đối diện với cả hiểm nguy thì ai mà chả sợ, ai mà chả sợ. Và Lê Minh Khuê thì không chối bỏ cái điều đó, bà đưa lên trang văn cái chi tiết là gì? Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng là một cái chết mờ nhạt. Đấy, không phải là nói luôn là họ không bao giờ nghĩ đến cái chết, không phải nói là họ không bao giờ sợ hãi. Cái điều đó là không đúng, đúng không? Cái điều đó là không chân thật rồi, đúng chưa? Nhá, thế nên mới bảo là Lê Minh Khuê có biệt tài miêu tả tâm lý rất sắc sảo là như thế. Nhá,
Đó, nói về những cái chân thực, nhưng qua đấy người ta lại càng thấy yêu mến hơn và càng thấy cảm phục hơn tinh thần của các cô gái. Nhớ chưa? Đó, chứ không đơn giản hay không dễ dãi ca ngợi về các cô gái, đúng không? Như bình thường chúng ta phải bảo ca ngợi ai nhá, chúng ta chỉ tập trung vào những cái điểm tốt đẹp của họ thôi, những cái phẩm chất anh hùng của họ thôi chứ. Còn những cái tính cách bình thường hàng ngày như là họ sợ cái gì đấy thì tất nhiên chúng ta không đưa vào rồi. Nhưng ở đây thì tác giả vẫn miêu tả về nó, vẫn khắc họa về nó, và đặc biệt là cái vế đằng sau ấy, nhưng là một cái chết mờ nhạt. Thì sau đó, đó thì nó lại góp phần tôn lên cái vẻ đẹp của các cô gái. Được chưa? Ok chưa? Nhá, đấy. Thế thì ở đây, khi mà phân tích về cái sự gan dạ, trách nhiệm và không quản ngại hy sinh này của các cô gái, chúng ta nhớ được những cái dẫn chứng. Thứ nhất là cái tư thế sẵn sàng của các cô gái, đúng không? À, một ngày chúng tôi phá bom đến mấy lần đi nhở các em nhở? Các em còn nhớ cái dẫn chứng đấy không? Nào, chia sẻ với chị nào. Một ngày các cô gái này, trong cái lời kể của Phương Định ý, một ngày chúng tôi phá bom đến mấy lần? Các em còn nhớ không? Chúng mình còn nhớ không? Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến mấy lần nhỉ? Ngày nào ít thì mấy lần nhỉ? Đúng rồi. Một cái dẫn chứng nữa cho thấy cái sự bình tĩnh và dũng cảm của các cô gái này. Nói về nhiệm vụ bằng cái thái độ như thế nào? Rất là bình thường thôi. Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần. Ngày nào ít thì 3 lần, nhớ chưa? Nhá. Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Và hãy nhớ đến cái chữ đằng trước đó, quen rồi. Đúng không? Vang lên đầy ngạo nghễ, nó cũng giống như là cái tiếng ừ thì của các người lính, của những người lính lái xe Trường Sơn ấy. Không có kinh ừ thì có bụi, không có kinh ừ thì ướt áo, đúng không? Thì ở đây là gì? Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Ôi, nói về cái công việc mà đối diện với thần chết như thế mà lại bằng một cái giọng điệu rất bình thản thì chỉ có thể là những cô gái thanh niên xung phong như thế này thôi, đúng không? Chỉ có thể là họ vang lên, họ nói lên những cái lời nói đấy bằng cái sự gan dạ, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại hy sinh gian khổ. Đấy, đúng không? Ok chưa? Và đến đây lại thêm một cái câu bình luận nữa cho chúng mình có thể áp dụng vào bài, đó là gì? Đó là gì? Đây này. Chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi tu từ, nhưng thật chất là để khẳng định là gì? Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế, hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi và kiên cường? Không biết nữa, đúng không? Không rõ nữa. Chỉ biết rằng ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường. Đúng không? Chúng ta đặt ra câu hỏi nhá, là hoàn cảnh đã sinh ra những con người như thế, tức nghĩa người ta vẫn nói là gì, thời thế thì sinh anh hùng mà đó. Và thậm chí có một số người cho rằng là chỉ có trong thời kỳ kháng chiến khó khăn như thế thì mới có những con người dũng cảm, chứ thời bình thường thì lấy đâu ra những con người như thế. Bình thường rồi, hòa bình rồi thì ai mà phải chiến đấu, mà ai ai mà có được cái tinh thần dũng cảm như thế nữa làm cái gì, đúng không? Đấy, một số người thì cho rằng như vậy. Thì chúng ta có thể là nhìn thẳng vào vấn đề đấy luôn, hỏi luôn, khẳng định luôn là gì? Là hoàn cảnh đã sinh ra những con người như vậy, hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi và kiên cường? Quan trọng ta khẳng định là gì? Không rõ nữa, đúng không? Chỉ cần biết rằng là ở ba cô gái luôn ngời sáng những cái phẩm chất tốt đẹp, đúng không? Luôn ngời sáng cái tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường. Đúng rồi, ok chưa nhá? Đây, ngời sáng những vẻ đẹp dũng cảm, mạnh mẽ đến phi thường. Được chưa các em? Ok chưa? Đấy, đấy chính là cái sự gan dạ, trách nhiệm cao, không quản ngại hy sinh của những cô gái thanh niên xung phong nhá. Cái vẻ đẹp thứ hai chung của ba cô gái luôn. Đấy, rồi, tiếp tục này, tiếp tục. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.